Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Giáp Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt chân váy xòe xếp ly, dáng ngắn thời trang, có cặp rời nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt. Các bạn cắt thân sau của váy trước cho mình nhé. Số đo của mình này, dài váy 42, vòng bụng 65 và vòng mông 89 nhé. Dài váy 42 các bạn trừ 6 phân cạp giúp mình được bằng 36 này. 36 các bạn cộng cho mình 4 phân. Đường may là 40. Kẻ giúp mình là 1 phân rưỡi đường may này. Chỗ này chỗ mình tí mình tra khóa nhé. Dài váy của mình 40 này. Các bạn kẻ đây cho mình 40 này. Vòng bụng của mình 65, các bạn chia cho 4 thì bằng 16 nhé. 16 các bạn cộng giúp mình 3 ly, mà mỗi ly của mình là 6 phân. 6, 3, 18 này, 16 cộng 18 là 34 này. 34 cộng giúp mình 1 phân rưỡi đường may là 35,5 nhé. Vòng mông của mình này, vòng mông của mình 89, chia cho 4 thì bằng 22. 22 các bạn cộng giúp mình 18 phân. Thì bằng 40 nhé. 40 các bạn cộng 1 phân rưỡi đường may là bằng 41,5 cho mình. Các bạn lối đây. Các bạn để ý cho mình này, cái phần gấu này. Các bạn đã dùng đầu vát và thước nhá, đánh lên cho mình tầm 2 phân. Cái phần bụng này. Nó là thân sau nhá. Các bạn sẽ lấy cho mình 5 ly đến 7 ly hoặc 1 phân nhé, tùy nhé. Mình sẽ lấy 1 phân, đánh hơi cong giúp mình. Khi mặc lên cái phần này nó tra khóa và nó không thừa nhé. Và cái phần đầu sườn này, các bạn dâng lên cho mình 1 phân. Các bạn tính ly cho mình nhé. Bốn phân này, từ sườn vào là 3 lên bụng, mình lấy 3 phân nhé. 6 phân này. Cái phần tra khóa này, các bạn lấy vào 3 phân cho mình. Các bạn tính tiếp cho này là 6 phân cho mình nhé. Đó là ly này. Và 15 phân này thì các bạn chia đôi cho mình. 7 phân rưỡi này. Lấy vào mỗi bên 3 phân cho mình. Lấy vào mỗi bên 3 phân cho mình nữa. Còn 6 phân nhé. Các bạn đánh dấu ly cho mình. Bên kia các bạn đánh dấu như bên này cho mình nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của váy này. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Vì nó là ly vuông nhé, nên là các bạn không cần phải dông ly đâu nhé. Cứ để bằng cho mình thôi. Chỉnh cho mình này, cho hai cái mép mà nó bằng nhau cho nó chuẩn nhé. Mình cắt gấu này. Giờ các bạn cắt thân trước cho mình nhé. Được cắt thân trước váy này. Các bạn để thân sau lên cho mình. Các bạn để ý cho mình này. Cái phần phần dưới đường may này nhé. Các bạn trừ ra cho mình. Trừ luôn phần dưới cho mình ra nhé. Rồi các bạn cắt giúp mình theo phần sau là được rồi.
Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn nhé. Vẽ xong thân trước này của váy này, các bạn đánh dấu giữa váy cho mình. Và cái váy này nhá, các bạn có thể dư cho mình 3 phân này, tính cho mình 6 phân nhé. Và đằng sườn này các bạn để ý cho mình này, thân sau mình để là 4 phân này, thân trước các bạn để 4 phân cho mình, lấy vào đây 6 phân này. Cái này 15 phân rưỡi, các bạn chia 2 ra bằng 7,5 nhé. 7,5 các bạn mỗi bên lấy cho mình 3 phân. Đánh dấu xong bên đây cho mình là được. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước và thân sau của váy nhé. Cắt cặp chân váy giúp mình này. Vòng bụng của mình 65 các bạn chia 4 nhé. Thì bằng 16 này. Kẻ giúp mình 1 phân đã này. Và lấy giúp mình 8 phân, 6 phân cạp và 2 phân đường may là 8 này. Cái phần trên này các bạn lấy lên cho mình 5 ly, đánh xuống cho mình. Từ chỗ này các bạn đánh xuống này. Vòng bụng các bạn để giúp mình 18 này. Bên dưới của mình là 18 rưỡi nhé. Đây này. Các bạn sẽ lấy cái phần bụng ra nhé, các bạn đặt lên này. Cái này là cặp chính, các bạn cắt dọc vải nhé. Cặp lót của mình các bạn cắt ngang vải cho mình. Cặp thân sau này các bạn để dư cho mình phân rưỡi là được. Cắt giúp mình luôn. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cắt xong chân váy xòe xếp ly của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt thành công. Chào các bạn.